Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Ukraine tấn công xuyên biên giới Nga sau 7 km. Phe ông Trump tuyên bố Harris Warns là cơn ác mộng của Hoa Kỳ. Bà Harris trả 20.000 đô la Mỹ cho người nổi tiếng dự hội nghị DNC. Người đoạt giải Nobel Yunus sẵn sàng lãnh đạo Bangladesh. Moscow triển khai vũ khí hạt nhân cách Berlin 600 km. Triều Tiên cáo buộc Đức nỗ lực thành lập NATO châu Á Đội quân thất nghiệp được gửi đến Trung Đông Israel dọa xóa sổ tầng thủ lĩnh Hamas Tất cả đều có trong bản tin trưa này Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh sống Giây dây tinh hoa Thứ Ba, ngày 6 tháng 8 Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành ngay sau đây là bản tin trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã đột phá băng qua biên giới khu vực Kursk. Vào sáng ngày hôm qua, ngày 6 tháng 8, các nhà tuyên truyền Nga và tiếp theo đó là Bộ Quốc phòng bắt đầu đưa tin quân đội Ukraine đã vượt biên giới ở khu vực Kursk. Thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov, nói rằng thông tin về các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đến từ các quận Shushansky và Korenevsky các nhà tuyên truyền của điện kremlin cho biết giao tranh đang diễn ra ở một số khu vực biên giới quốc gia liên bang nga tuyên bố rằng lực lượng vũ trang ukraine đã vượt qua một phần biên giới theo các nhóm nhỏ cuộc tấn công được bắt đầu bằng sự dọn đường của các cuộc pháo kích dữ dội được hỗ trợ của uav và các thiết bị hạng nặng từ ba hướng hiện cuộc chiến vẫn tiếp tục sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ 8 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine với quân số lên tới 300 người, được hỗ trợ bởi 11 xe tăng và 22 xe bọc thép đã tấn công các vị trí của Nga ở khu vực Kursk. Quân đội bảo vệ biên giới cùng với quân biên phòng đã đẩy lùi các cuộc tấn công, thực hiện bắn vào các địa điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của lực lượng Ukraine. Đồng thời, quân dự bị Nga được huy động di chuyển đến khu vực xảy ra xung đột, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Người đứng đầu trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine, ông Andrei Kovalenko đã phát hiện các nhà tuyên truyền Nga nói dối. Theo ông, quân đội Putin không kiểm soát được biên giới ở khu vực Kursk. Nhà báo và blogger nổi tiếng Michael Naki đã nói về những nét đặc biệt của cuộc đụng độ. Mọi người đều im lặng, đây là một điều gì đó mới mẻ. Đồng thời lưu ý rằng Ukraine duy trì sự im lặng hoàn toàn trên đài phát thanh liên quan đến tình trạng leo thang ở khu vực biên giới vùng Kursk có một sự khác biệt hoàn toàn khi phía Ukraine vẫn không thông báo bất cứ thông tin gì trên truyền thông, đây là một điều hoàn toàn mới, trong khi các kênh truyền thông Nga loan tin cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine hoàn toàn lố bịch và bị đánh bại, thì nhiều đoạn phim bị rò rỉ lại cho thấy vấn đề khác. Tuy nhiên đến hôm nay, các blogger Nga đã hiểu vấn đề thực sự nghiêm trọng và bắt đầu thay đổi cách nói của mình khi những hình ảnh này được công khai. Hiện đã có cảnh quay về một trực thăng Ka-52 bị bắn hạ hai xe tăng chiến đấu chủ lực T-62M trên xe kéo bị trúng đạn, một số xe tải bị phá hủy và 35 tù binh chiến tranh Nga. Trong chiều ngược lại, tổn thất của Ukraine cho đến nay chỉ có cảnh quay về những chiếc xe hơi bị bỏ lại. Cuộc đột kích của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga đã đạt được một số thành quả đáng chú ý với những nỗ lực hạn chế trong ngày đầu tiên. Nó chắc chắn sẽ buộc người Nga phải tái triển khai một số nguồn lực vào khu vực này. Hiện các nhà phân tích đã chia thành hai phe, một số người sẽ nói rằng đây là một cuộc tấn công thông tin vô nghĩa, trong khi những người khác sẽ tin rằng điều này đang làm căng thẳng cho lực lượng Nga. Cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk đã đạt được một số thành tựu đáng chú ý, với những nỗ lực hạn chế trong ngày đầu tiên. Chắc chắn sẽ buộc người Nga phải triển khai lại lực lượng. Ở thời điểm hiện tại, quân Nga không có cơ hội để phản công, và có lẽ ngày tiếp theo họ cũng sẽ không làm được việc này. Tuy trời đã tối, nhưng Ukraine không ngừng nghỉ các cuộc pháo kích và tấn công bằng UAV người Ukraine đang củng cố lực lượng tại các khu vực đã chiếm được. Hiện tại, chỗ sâu nhất trên lãnh thổ Nga mà Ukraine đang chiếm giữ là 7 km. Trước đó, rất nhiều cuộc tấn công từ hồi đầu tháng 5 của Nga với sự điều động lữ đoàn 22 vào vùng Kharkiv chỉ đạt mức tối đa là 6,5 km, dù có sự yểm trợ của không quân. Điều này cho thấy những nỗ lực mất hàng nghìn lính của Nga chỉ để chiếm một ngôi làng nhỏ khu vực Donbass với diện tích vài km là rất vô nghĩa. Việc chiếm những mảnh đất của một quốc gia khác chỉ có tính chất tạm thời, chắc chắn không thể giữ được lâu dài và chỉ mang mục đích tuyên truyền của Nga đã hoàn toàn phá sản. Khi Ukraine tung một lượng nhỏ binh sĩ với sự yểm trợ khiêm tốn, người Nga đã hoàn toàn mất kiểm soát và chịu trận trong nỗi hoang mang. Việc chiếm sâu vào lãnh thổ Nga gần 7 km chắc chắn là một đòn nhữ mang tính thăm dò. Điều này sẽ khiến Nga phải đẩy một lượng quân từ các vùng chiến sự khác, trám lấp lại khoảng nguy hiểm mà Ukraine đã xuyên thủng có thể binh sĩ Ukraine cũng sẽ sớm rút lui. Tuy nhiên, đây là một câu trả lời khá rõ ràng về sự thất bại trên cả chiến trường và chính trường của Nga. Tổng thống Putin đã làm được một điều mà kể từ năm 1945 đến nay, chưa một lãnh đạo nào của Liên Xô và Nga đã từng trải qua. Đó là đưa đất nước lâm vào một cuộc chiến tranh và biên giới bị một đội quân từ một nước láng giềng tấn công xuyên thủng. Thưa quý vị, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã cho rằng Thống đốc Minnesota, Tim Walz, người bạn đồng hành của Phó Tổng thống Kamala Harris, là một người cực đoan theo chủ nghĩa buôn tồn tự do một cách nguy hiểm, đồng thời cảnh báo rằng tầm nhìn của họ đối với đất nước là cơn ác mộng của mọi người Mỹ. Vào sáng sớm thứ Ba, ông Walz được bà Harris chọn làm ứng cử viên tổng thống, người đàn ông 60 tuổi này đang trong nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là thống đốc Minnesota. Đây là một tiểu bang mà đảng Dân Chủ trong hàng chục năm qua và chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nhắm đến việc thay đổi quá khứ này. Thư ký báo chí quốc gia của chiến dịch ông Trump, Caroline Levitt nói, không có gì ngạc nhiên khi ứng cử viên tự do Kamala Harris của San Francisco muốn ứng cử viên bờ Tây Tim Walz làm người đồng hành tranh cử của mình từ việc đề xuất chương trình nghị sự không phát thải carbon của riêng mình đến việc đề xuất các tiêu chí khí thải nghiêm ngặt hơn đối với ô tô chạy bằng xăng và áp dụng các chính sách cho phép những người bị kết án phạm tội được bỏ phiếu. Ông Walls bị ám ảnh bởi việc truyền bá chương trình nghị sự buông thả nguy hiểm của California một cách rộng rãi. Bà nói thêm, nếu ông Walls không nói sự thật với cử tri, chúng tôi sẽ nói, giống như Kamala Harris, Tim Gons là một người cực đoan theo chủ nghĩa buông thả nguy hiểm và giấc mơ California của Harris Walsh là cơn ác mộng của mọi người Mỹ. Ông Walsh cũng bị chỉ trích vì từng cho rằng chủ nghĩa xã hội là láng giềng thân cận. Theo quý vị, theo một người nổi tiếng trên mạng xã hội X có tên là Tom Lucre, cho biết bà Kamala Harris đang sử dụng một khoản tiền thưởng lớn để thu hút những người có sức ảnh hưởng và nổi tiếng đến Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ tại Chicago. Theo các nguồn tin, những người có sức ảnh hưởng và nổi tiếng được đề nghị 20.000 đô la mỗi người để tham dự sự kiện, cùng với các đặc quyền bổ sung như chuyến bay, phòng khách sạn và giấy chứng nhận tham dự đại hội. Một email gửi đến những người này do các nhà quản lý quan hệ công chúng được chiến dịch thuê đã nêu chi tiết về gói bồi thường. Ngoài phần thưởng bằng tiền, email nêu rõ những người tham dự sẽ nhận được lời mời độc quyền đến các bữa tiệc và sự kiện riêng tư sẽ diễn ra trong tuần lễ hội nghị. Tuy nhiên, để đủ điều kiện nhận được những lợi ích này, những người có sức ảnh hưởng và nổi tiếng này được yêu cầu đăng bài trên phương tiện truyền thông xã hội trong khi tham dự sự kiện. Động thái này của bà Harris và phe Dân Chủ nhằm mục đích tận dụng phạm vi tiếp cận và ảnh hưởng của những người nổi tiếng trên mạng xã hội để thúc đẩy khả năng hiển thị và sự tham gia của đại hội quyết định trả tiền cho những người có sức ảnh hưởng đã gây ra cuộc tranh luận khi một số nhà phê bình đặt câu hỏi về ý nghĩa đạo đức của việc trả tiền cho sự hỗ trợ và tính xác thực của sự chứng thực của những người có sức ảnh hưởng này. Thưa quý vị, người đoạt giải Nobel Muhammad Yunus cho biết vào ngày 6 tháng 8 rằng ông đã sẵn sàng làm lãnh đạo một chính phủ lâm thời tại Bangladesh sau khi các cuộc biểu tình của người dân buộc người cai trị lâu năm Sheikh Hasina phải từ chức và chạy trốn khỏi đất nước tôi rất vinh dự khi nhận được sự tin tưởng của những người biểu tình muốn tôi lãnh đạo chính phủ lâm thời ông nói trong một tuyên bố bằng văn bản gửi cho afp nếu cần phải hành động ở bangladesh vì đất nước của tôi và vì lòng dũng cảm của người dân tôi thì tôi sẽ thực hiện ông nói chính phủ lâm thời chỉ là sự khởi đầu ông nói thêm hòa bình lâu dài chỉ đến với các cuộc bầu cử tự do nếu không có bầu cử sẽ không có thay đổi nào cả Trước đó cùng ngày, Tổng thống đã giải tán quốc hội, mở đường cho một chính phủ lâm thời và một cuộc bầu cử mới. Văn phòng Tổng thống Mohamed Shahabuddin cũng cho biết đối thủ chính của bà Hasina, Chủ tịch Đảng Dân tộc Bangladesh Begum Khaledazia, cựu thủ tướng, đã được trả tự do khỏi lệnh quản thúc tại nhà. Những người biểu tình sinh viên đã đe dọa sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình nữa nếu quốc hội không bị giải tán họ cũng muốn tiến sĩ Yunus làm cố vấn trưởng cho chính phủ lâm thời, và người phát ngôn của ông trước đó đã nói rằng ông đã đồng ý. Tiến sĩ Yunus, 84 tuổi và ngân hàng Kramen của ông đã giành giải Nobel Hòa Bình năm 2006 cho công trình giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo bằng cách cấp các khoản vay nhỏ dưới 100 đô la Mỹ cho người nghèo ở vùng nông thôn Bangladesh. Ông đã bị tòa án truy tố vào hồi tháng 6 về tội biển thủ mà ông đã phủ nhận. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, theo trang tin Bill, dẫn lời ngoại trưởng của Đức, bà Annalena Baerbock, điện Kremlin có hỏa tiễn, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Kaliningrad, cách Berlin chưa đầy 600 km. Bà Baerbock cho biết, Nga đã chuẩn bị từ lâu cho cuộc chiến này tại Ukraine. Trong nhiều năm, ban đầu họ đã vi phạm và sau đó xé bỏ các hiệp ước giải trừ quân bị, các loại vũ khí bị cấm được phát triển có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Chúng đã được lắp đặt tại Kaliningrad, cách Berlin chưa đầy 600 km. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, nước Nga của Putin đã bắt đầu cuộc chiến tranh lớn nhất ở châu Âu kể từ sau năm 1945. Theo bà, Đức phải đầu tư vào an ninh và sức mạnh của chính mình, bao gồm cả quyết định triển khai các hệ thống hỏa tiễn tầm xa của Hoa Kỳ. Bà Baerbock nói thêm, chúng ta cần một biện pháp răn đe đáng tin cậy chống lại Nga đồng thời cho biết, biện pháp này cũng sẽ giúp bảo vệ các đối tác tiếp giáp trực tiếp với Nga và chứng kiến các hoạt động hỗn hợp tại biên giới trong những tháng gần đây, bao gồm cả Ba Lan, các quốc gia vùng Baltic và Phần Lan. Việc bố trí các loại vũ khí này ở châu Âu được cho là chịu sự kiểm soát của hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung INF được ký kết giữa Hoa Kỳ và Liên Xô vào năm 1987. Hiệp ước này nhằm hạn chế việc triển khai các loại vũ khí mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Vào tháng 2 năm 2019, chính quyền Hoa Kỳ dưới thời ông Donald Trump đã đình chỉ việc tham gia hiệp ước. Với lý do, Nga đã phát triển các loại hỏa tiễn bị cấm khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng việc triển khai hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đàn đạo của Hoa Kỳ ở châu Âu cũng vi phạm hiệp ước. Thưa quý vị, Triều Tiên cho biết việc đức tham gia lực lượng giám sát biên giới của liên hợp quốc do hoa kỳ đứng đầu trên bán đảo triều tiên sẽ làm gia tăng căng thẳng đồng thời cáo buộc washington đã tạo ra một phiên bản nato của châu á hãng thông tấn nhà nước kcna đã đưa tin vào hôm thứ ba cho biết đức một đồng minh thân cận của hoa kỳ vào hôm thứ sáu đã trở thành thành viên mới nhất của bộ tư lệnh liên hợp quốc đây là một nhóm giúp giám sát biên giới được canh gác nghiêm ngặt giữa hàn quốc và triều tiên nhằm cam kết bảo vệ miền nam trong trường hợp xảy ra chiến tranh Hoa Kỳ đang cố gắng khôi phục chức năng của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, vốn ra đáng lẽ đã phải biến mất vào thế kỷ trước. Mục đích của động thái này là biến Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc thành phiên bản NATO thứ hai của châu Á. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố được KCNA đăng tải. Bộ trưởng Quốc phòng của Đức Boris Pistorius vào tuần trước cho biết động thái này là bằng chứng cho thấy niềm tin mạnh mẽ của Berlin rằng an ninh châu Âu có mối liên hệ chặt chẽ với an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao của Triều Tiên cũng cho biết, việc Đức gia nhập UNC chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình hình quân sự và chính trị trên bán đảo Triều Tiên cũng như tại các khu vực khác. Đồng thời nói thêm rằng Đức sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả. Thưa quý vị, nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên vẫn ở mức cao. Để giải quyết vấn đề thất nghiệp sau khi tốt nghiệp, Trung Khánh mới đây đã xuất khẩu một nhóm sinh viên mới ra trường sang Oman ở Trung Đông để làm việc. Watt China đã phỏng vấn nhà truyền thông kỳ cựu là Hy Liang Mao về vấn đề này. Ông cho rằng tỷ lệ thất nghiệp đang ảnh hưởng đến chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền đang rất lo lắng về các rủi ro xã hội, nên xuất khẩu lao động dư thừa, đồng thời di chuyển các yếu tố bất ổn xã hội ra nước ngoài. Năm nay có tới 11 triệu sinh viên đại học sẽ tốt nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 3 năm ngoái là hơn 21%, và trong năm nay, sau những thủ đoạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nó đã vượt qua 14%. Trên thực tế, tỷ lệ thất nghiệp đáng lẽ phải trên 80%. Số liệu thống kê và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ công bố một con số phi thực tế. Bởi vì nếu hơn 80% người dân thất nghiệp thì hầu hết mọi người đều đã thất nghiệp. Chính vì vậy hiện nay thành phố Trung Khánh đã gửi họ đến Oman tại Trung Đông. Các vị trí do các công ty ở Oman cung cấp chủ yếu là cán bộ kỹ thuật và dự bị, bao gồm cả ăn uống và chỗ ở. Mức lương hàng tháng từ 12.000 đến 18.000 nhân dân tệ một năm và hai vé khứ hồi miễn phí trong một năm. Người ta cũng nói rằng hơn 70 sinh viên đã tới Oman để làm việc. Động thái của Trung Khánh đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng, trong đó một người đã chế nhạo, ở đó có thiếu thận không? Một cư dân mạng khác thì cho rằng, giống như tái hiện cảnh bán lợn ở thế kỷ thứ 19. Trên thực tế, chính quyền của Trung Quốc rất lo lắng, nhất là tỷ lệ thanh niên thất nghiệp sớm sẽ tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xã hội. Vì vậy, ngoài lực lượng sản xuất mới, sản lượng đầu ra của năng lực sản xuất hiện nay đang xuất khẩu dịch vụ lao động dư thừa và lao động trẻ. Thưa quý vị, phiến quân Hamas đã bổ nhiệm Yahya Sinwar, lãnh đạo nhóm tại giải Gaza, làm người đứng đầu văn phòng chính trị mới sau khi thủ lĩnh tiền nhiệm đã bị ám sát. Theo thông cáo vào ngày 7 tháng 8 của nhóm phong trào kháng chiến hồi giáo Hamas, đã thông báo chọn ông Iyia Sinwar làm lãnh đạo mới của văn phòng chính trị. Vài phút sau thông báo, cánh vũ trang của Hamas là lữ đoàn Is Andin Al-Qassam đã tuyên bố phóng loạt rocket từ giải Gaza về phía Israel. Một quan chức của Hamas cấp cao cho biết việc lựa chọn ông Sinwar gửi thông điệp mạnh mẽ tới Israel rằng chúng tôi sẽ tiếp tục con đường phản kháng ông Sinwar, 61 tuổi, quê ở Khan Yunis, là một trong các thành viên của Hamas, đã bị Israel truy nã gắt gao nhất với cáo buộc chủ mưu vụ tấn công vào hồi đầu tháng 10 năm 2023. Các quan chức của Israel tuyên bố nước này cần nhanh chóng xóa sổ tân thủ lĩnh của Hamas Sinwar, người thay thế cho ông Haniya bị ám sát tại Iran việc Hamas bổ nhiệm thành viên khét tiếng Inhia Sinwar làm lãnh đạo mới thay cho Isman Haniye là lý do thuyết phục để xóa sổ ông ta và tổ chức này khỏi trái đất. Israel Kass, ngoại trưởng của Israel ngày 6 tháng 8 đã đăng trên mạng hội X. Cùng ngày phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ IDF là chuẩn đô Đố đốc Daniel Hagari cũng nói rằng chỉ có một chỗ cho Inhia Sinwar bên cạnh Mohammed Daif và những kẻ tham gia vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đó là vị trí duy nhất chúng tôi đang chuẩn bị cho hắn ta. Ông Hagari không nhắc đến Hanie, người bị ám sát ở Tehran vào tuần trước. Osama Hamdan, phát ngôn viên của Hamas, đã khẳng định Hamas sẽ kiên định trên chiến trường và cả chính trường. Lãnh đạo hiện nay của chúng tôi đã chỉ huy cuộc chiến trong hơn 305 ngày và vẫn kiên định trên chiến trường. Phát ngôn viên này nhấn mạnh thêm. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa nay đến đây xin được phép tạm dừng ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau